Thưa quý vị, sáng ngày 23 tháng 5, ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đã có mặt tại khu vực bỏ phiếu số 11, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh, cùng thực hiện quyền bầu cử tại khu vực bỏ phiếu này còn có ông Phan Nguyễn Như Khuê, trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh. Ngay từ sáng sớm, công tác chuẩn bị bầu cử tại khu vực bỏ phiếu số 11, quận Tân Bình đã được chuẩn bị kỹ lưỡng và sẵn sàng cho công tác bầu cử. Bản kê khai y tế, nước rửa tay sát khuẩn, máy đo thân nhiệt cũng đã được trang bị đầy đủ. Theo trưởng ban tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa, công tác chuẩn bị cho bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 rất chu đáo. Dù dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, nhưng ông Nghĩa tin rằng chúng ta sẽ có một kỳ bầu cử thành công, tốt đẹp và sẽ lựa chọn được những người đại biểu tiêu biểu về phẩm chất đạo đức, năng lực, trách nhiệm, trí tuệ, xứng đáng với sự mong mỏi của nhân dân. Trưởng ban tuyên giáo Trung ương là người đầu tiên bỏ phiếu tại khu vực bỏ phiếu số 11 quận Tân Bình. Chia sẻ với báo chí, ông Nghĩa cũng cho biết đây là lần đầu tiên được tham gia bầu cử với cử tri khu phố, với người dân cơ sở nên rất tự hào và xúc động.